chấn động. Thầy tử vi báo trước cực chính xác, đúng trong tháng 9 âm lịch 2024, tuổi Tân Sửu sinh 1961. Vận may liên tiếp ập đến, bất ngờ trúng lớn, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà, giàu nhanh chóng mặt. Quý khán giả thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá tử vi tháng 9 âm lịch dành cho những người tuổi Tân Sửu sinh 1961. Thời điểm tháng 9 âm lịch này không chỉ là thời điểm thông thường, mà còn là cơ hội để bản mệnh nhìn nhận và chuẩn bị cho một tháng mới đầy hứa hẹn và may mắn sắp đến. Tháng 9 âm lịch này được dự đoán là thời điểm mà trời thương Phật độ, mang đến cho tuổi Tân Sửu những bất ngờ lớn lao, không chỉ đơn thuần là những thay đổi tích cực trong cuộc sống, mà còn là dấu hiệu rõ rệt cho sự phát triển tài chính. Bạn sẽ cảm nhận được tiền bạc ùn ùn đổ về nhà từ những cơ hội mà bạn chưa bao giờ tưởng tượng đến. Bất ngờ giàu nhanh chóng mặt, ăn tiêu ba đời không hết, đó chính là những gì mà tháng 9 âm lịch này có thể mang lại cho bạn. Đặc biệt, những nỗ lực và cố gắng mà bạn đã bỏ ra trong thời gian qua sẽ bắt đầu được đền đáp một cách xứng đáng nếu bạn đã sẵn sàng cho những dự án mới hoặc có kế hoạch đầu tư thông minh. Tháng này chính là thời điểm vàng để bạn hiện thực hóa những ước mơ của mình. Hãy nhớ rằng, sự chuẩn bị là yếu tố then chốt để nắm bắt những cơ hội này. Hãy cùng nhau tìm hiểu sâu hơn về những điều kỳ diệu đang chờ đón bạn trong tháng 9 âm lịch này, từ công danh sự nghiệp đến tài lộc, tình duyên, gia đạo cho đến sức khỏe. Mọi khía cạnh trong cuộc sống đều có thể bùng nổ và thay đổi theo chiều hướng tích cực. Đừng bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào vì thành công đang gõ cửa và chỉ cần bạn mở cửa, mọi điều tốt đẹp sẽ đến. Chúng ta hãy cùng bắt đầu hành trình tìm hiểu về tử vi tháng 9 âm lịch của tuổi Tân Sửu và khám phá những bất ngờ thú vị đang chờ đón nhé. Nếu như mỗi con giáp đều mang trong mình một câu chuyện riêng, thì tuổi Tân Sửu sinh 1961 là một trang sách thú vị với những màu sắc đa dạng và nhiều cung bậc cảm xúc. Khi nhắc đến những người tuổi này, ta không thể không nghĩ đến một hình ảnh điềm đạm, bền bỉ nhưng cũng đầy khát vọng. Người tuổi Tân Sửu thường có một tinh thần kiên định giống như con trâu cần cù, chăm chỉ, họ không ngại khó khăn và luôn sẵn sàng đối mặt với thử thách. Dù cho cuộc đời có đẩy họ vào những hoàn cảnh khó khăn, họ vẫn không từ bỏ ước mơ của mình. Họ hiểu rằng, những thành công lớn thường đi kèm với những hy sinh và nỗ lực không ngừng. Chính nhờ vào bản tính đó, họ có thể vượt qua những cơn sóng gió trong cuộc sống và đôi khi chính những khó khăn lại là động lực giúp họ vươn lên mạnh mẽ hơn. Bên cạnh đó, người tuổi Tân Sửu cũng nổi bật với tính cách điềm đạm và cẩn trọng. Họ không phải là người thích thể hiện bản thân một cách lỗ mãng mà thường suy nghĩ thấu đáo trước khi hành động. Trong các mối quan hệ xã hội, họ là những người lắng nghe nhiều hơn nói. Sự chậm rãi và kiên nhẫn của họ thường khiến người khác cảm thấy an tâm khi ở bên. Họ biết cách xây dựng các mối quan hệ bền vững và luôn sẵn sàng giúp đỡ những người xung quanh. Tuy nhiên, trong lòng người Tân Sửu cũng tồn tại những cảm xúc sâu sắc. Họ là những người rất nhạy cảm, mặc dù bề ngoài có vẻ mạnh mẽ. Những kỷ niệm đau thương hay niềm vui trong quá khứ luôn để lại dấu ấn trong tâm trí họ. Họ không dễ quên đi những tổn thương, nhưng cũng chính điều đó khiến họ trở nên trưởng thành và sâu sắc hơn. Họ thường tìm kiếm sự bình yên trong tâm hồn và yêu thích những khoảnh khắc yên ả bên gia đình hoặc những người bạn thân thiết. Người tuổi Tân Sửu còn mang trong mình khát khao khám phá và học hỏi. Họ hiểu rằng cuộc sống là một hành trình học tập không ngừng. Họ luôn tìm cách nâng cao bản thân từ việc trau dồi kiến thức cho đến việc mở rộng mối quan hệ với họ. Mỗi cuộc gặp gỡ là một cơ hội để học hỏi điều gì đó mới mẻ. Họ không ngại thay đổi và luôn sẵn sàng thích nghi với những hoàn cảnh mới. Nhìn chung, cuộc đời của người tuổi Tân Sửu là một hành trình đầy màu sắc. Họ là những người bạn đồng hành đáng tin cậy, những người sống với đam mê và lòng kiên trì. Dù cho cuộc sống có đưa đẩy họ vào những thử thách nào, họ vẫn sẽ đứng vững, giữ vững những giá trị cốt lõi và không ngừng hướng tới tương lai. Họ biết rằng, hạnh phúc không phải là đích đến mà là hành trình, và chính trong từng khoảnh khắc của cuộc sống, họ đã tìm thấy những điều quý giá nhất. Chúc mừng những người tuổi Tân Sửu, những người luôn nỗ lực để vươn lên, bất chấp mọi khó khăn để sống một cuộc đời ý nghĩa và trọn vẹn hơn. Cuộc đời của người tuổi Tân Sửu như một dòng sông chảy qua nhiều khúc quanh co, không phải lúc nào cũng êm đềm, họ đã trải qua không ít khó khăn và thử thách. Mỗi một chặng đường đều đọng lại những bài học quý giá trong giai đoạn vừa rồi. Những chông gai đó càng trở nên rõ nét hơn như những cơn bão bất ngờ ập đến, thử thách sức chịu đựng và bản lĩnh của họ. Những người Tân Sửu thường là những người cống hiến hết mình cho công việc. Thế nhưng giữa dòng đời bộn bề, họ đã không ít lần đối diện với áp lực nặng nề, áp lực từ công việc,
gia đình và cả những kỳ vọng của bản thân đã tạo ra một gánh nặng không hề nhỏ. Có những đêm họ trằn trọc không ngủ, suy nghĩ về những trách nhiệm mà mình đang mang, về những mục tiêu chưa đạt được. Nhưng chính trong những khoảnh khắc như vậy, họ lại tìm thấy sức mạnh để tiếp tục. Một trong những khó khăn lớn nhất mà người tân sửu phải đối mặt chính là những trở ngại về tài chính. Có những lúc họ đã phải cân nhắc từng đồng, tìm cách xoay sở để trang trải cuộc sống. Những khoản đầu tư không như mong đợi hay những biến cố bất ngờ trong công việc khiến họ cảm thấy như bị lao vào dòng xoáy. Nhưng thay vì bỏ cuộc, họ đã tìm cách phân tích tình hình, lên kế hoạch một cách tỉ mỉ để vượt qua giai đoạn khó khăn. Họ đã học được rằng, đôi khi sự bền bỉ và kiên nhẫn lại là chìa khóa để mở ra cánh cửa mới. Mặt khác, những người tân sửu cũng không tránh khỏi những tổn thương trong mối quan hệ cá nhân, có thể là những hiểu lầm nhỏ nhặt hay những xung đột không đáng có với bạn bè, người thân. Dù đau lòng, họ vẫn kiên nhẫn lắng nghe và tìm cách hàn gắn. Họ hiểu rằng, tình yêu và sự thấu hiểu là những giá trị quý báu cần gìn giữ. Những giọt nước mắt đây không chỉ là sự đau khổ mà còn là những bài học quý giá về cách yêu thương và tha thứ. Trong mỗi khó khăn, người tuổi tân sửu lại tìm thấy những mảnh ghép của cuộc sống. Họ học được cách chấp nhận thực tại, biết rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng, nhưng chính những sắc thái khác nhau của cuộc sống lại làm cho họ thêm mạnh mẽ và trưởng thành. Họ biết rằng mỗi ngày đều là một cơ hội mới để bắt đầu lại, để học hỏi và để phát triển. Cuối cùng khi nhìn lại, bản thân không chỉ thấy những khó khăn đã qua mà còn cảm nhận được sự trưởng thành trong tâm hồn. Họ hiểu rằng những vấp ngã là một phần không thể thiếu trong hành trình sống, và chỉ có vượt qua chúng, họ mới có thể đạt được những điều tốt đẹp hơn. Với bản tính kiên định, họ sẽ tiếp tục đi trên con đường của mình, vượt qua mọi thử thách và khẳng định giá trị của bản thân trong cuộc sống. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi tháng 9 âm lịch 2024 dành cho tuổi tân sửu sinh 1961. Xét tổng quan tháng 9 âm lịch này cho thấy, đầy hứa hẹn sẽ mang đến cho người tuổi tân sửu nhiều cơ hội và thách thức. Theo đánh giá, đây không chỉ là một thời điểm thuận lợi để bạn tiến bước về phía trước, mà còn là lúc mà những nỗ lực và quyết tâm của bạn trong những tháng qua sẽ bắt đầu thu hoạch trái ngọt. Nhìn lại những tháng đã qua, có lẽ bạn đã trải qua không ít khó khăn, nhưng giờ đây, thời điểm bạn mong đợi đã đến. Các lĩnh vực sự nghiệp, tài chính và tình cảm của bạn sẽ có những chuyển biến tích cực, mang lại cả cảm giác lạc quan và hy vọng. Dù cho con đường phía trước có thể gặp phải một số trở ngại, nhưng chính những khó khăn này cũng sẽ là bài học quý giá, giúp bạn trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Hãy tận dụng tháng 9 âm lịch này như một cơ hội để mở ra những cánh cửa mới, đồng thời cũng để củng cố các mối quan hệ cá nhân, vì đây chính là thời điểm bạn cần sự hỗ trợ từ những người xung quanh. Hãy sẵn sàng đón nhận mọi cơ hội mới, biến chúng thành thành công rực rỡ trong cuộc sống của bạn. Với tâm thế tự tin và lòng quyết tâm, bạn sẽ không chỉ vượt qua mọi thách thức mà còn có thể tạo dựng cho mình một nền tảng vững chắc để bước vào những tháng tiếp theo. Tháng 9 âm lịch sẽ là một hành trình thú vị, hãy chuẩn bị tinh thần để tận hưởng những điều tốt đẹp mà nó mang lại. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo chương trình ngày hôm nay, ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi tân sửu sinh 1961 trong tháng 9 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi tân sửu sinh 1961 trong tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch này, sự nghiệp của tuổi tân sửu sẽ phát triển với nhiều dấu hiệu khả quan và tích cực. Bạn sẽ cảm nhận được sự công nhận từ cấp trên và đồng nghiệp. Điều này không chỉ mang lại cho bạn động lực mạnh mẽ mà còn khích lệ bạn tiếp tục cố gắng trong công việc. Những nỗ lực và tâm huyết mà bạn đã dày công xây dựng sẽ bắt đầu đơm hoa kết trái, đặc biệt là những dự án mà bạn đã theo đuổi từ lâu. Đây chính là thời điểm vàng để bạn hiện thực hóa những ước mơ và hoài bão của mình. Hãy chuẩn bị tinh thần cho những cơ hội mới, có thể là những hợp đồng béo bở hoặc lời mời tham gia vào các dự án ý nghĩa, tạo ra những giá trị thực sự trong công việc của bạn. Tuy nhiên, trong những ngày đầu tháng, hãy đặc biệt cẩn trọng với các mối quan hệ trong công việc. Có thể sẽ xảy ra một số hiểu lầm nhỏ với đồng nghiệp hoặc cấp trên, và nếu bạn không xử lý khéo léo, điều này có thể ảnh hưởng đến tinh thần làm việc của cả nhóm. Trong môi trường làm việc, sự giao tiếp rõ ràng và bình tĩnh sẽ là chìa khóa giúp bạn vượt qua mọi khó khăn. Giữa tháng sẽ là thời điểm tuyệt vời để bạn thể hiện tài năng lãnh đạo của mình. Đừng ngần ngại tự tin trình bày ý tưởng,
đóng góp vào các dự án chung và thể hiện khả năng tư duy sáng tạo của bạn. Sự nhiệt huyết và đam mê của bạn sẽ tỏa sáng, thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Cuối tháng, khi các dự án của bạn bắt đầu cho thấy thành quả, bạn có thể sẽ cảm nhận được sự thăng tiến trong công việc, có thể là một cơ hội thăng chức hoặc tăng lương. Hãy nhớ rằng, mọi nỗ lực bạn bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng và thái độ tích cực của bạn trong công việc sẽ góp phần tạo nên những thành công lớn hơn trong tương lai. Cứ tin rằng, với sự cố gắng và lòng kiên trì, bạn sẽ chinh phục mọi thử thách và mở ra những cánh cửa mới trong sự nghiệp. Tháng 9 âm lịch sẽ là một hành trình thú vị. Hãy sẵn sàng đón nhận những cơ hội đến với bạn. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Tân Sửu sinh 1961 trong tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch hứa hẹn sẽ là một thời gian đầy hứa hẹn cho người tuổi Tân Sửu về mặt tài chính. Những tin vui sẽ đến từ nhiều nguồn khác nhau khiến bạn cảm thấy hào hứng và phấn chấn hơn bao giờ hết. Đặc biệt, các khoản đầu tư mà bạn đã thực hiện trong thời gian qua sẽ bắt đầu mang lại lợi nhuận đáng kể, minh chứng cho sự chuẩn bị và kế hoạch tài chính của bạn đã phát huy tác dụng một cách hiệu quả. Đây chính là thời điểm vàng để bạn khai thác những cơ hội đang hiện hữu và tận dụng tốt chúng để gia tăng thu nhập. Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội phát triển, bạn cũng cần hết sức cẩn trọng trong việc quản lý tài chính cá nhân. Sự khôn ngoan trong các quyết định tài chính sẽ giúp bạn duy trì sự ổn định và tránh những rủi ro không đáng có. Hãy xem xét lại ngân sách của mình, đảm bảo rằng bạn có một kế hoạch chi tiêu hợp lý. Điều này không chỉ giúp bạn tránh được tình trạng nợ nần mà còn giúp bạn có sự chủ động trong các khoản chi tiêu cần thiết. Chi tiêu có thể tăng cao vào cuối tháng khi bạn có thể gặp phải những chi phí bất ngờ. Do đó, hãy chuẩn bị sẵn sàng cho những tình huống này, đặt ra một quỹ dự phòng cho những khoản chi bất ngờ. Có thể là một cách thông minh để bảo vệ tài chính của bạn. Nhớ rằng, trong khi nắm bắt các cơ hội để gia tăng tài sản, việc kiểm soát chi tiêu cũng quan trọng không kém. Nhìn chung, tháng 9 âm lịch này mang lại cho bạn cơ hội lớn để cải thiện tình hình tài chính. Hãy nắm bắt và tận dụng tốt mọi cơ hội, đồng thời luôn giữ một cái đầu lạnh và một tâm hồn sáng suốt khi đưa ra quyết định. Tháng 9 âm lịch sẽ là một hành trình thú vị đưa bạn đến gần hơn với mục tiêu tài chính mà bạn đã ấp ủ từ lâu. Hãy chuẩn bị cho những bất ngờ và cùng chờ đón những thành công đang đến gần. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo và các mối quan hệ của tuổi Tân Sửu sinh 1961 trong tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch sẽ là một thời điểm thú vị và đầy hứa hẹn cho phương diện tình duyên và gia đạo của người tuổi Tân Sửu. Đây là lúc mà bạn có thể cảm nhận rõ nét sự gắn kết sâu sắc hơn với nửa kia của mình. Những mối quan hệ tình cảm sẽ trở nên ấm áp và tràn đầy yêu thương. Bạn hãy dành thời gian cho nhau thực hiện những hoạt động thú vị như đi dạo, tham gia các buổi tiệc nhỏ hoặc chỉ đơn giản là cùng nhau thưởng thức một bữa ăn ngon. Những khoảnh khắc như vậy không chỉ làm mới tình cảm mà còn giúp hai bạn hiểu nhau hơn. Những cuộc trò chuyện giữa hai bạn sẽ trở nên sâu sắc và chân thành hơn, là cơ hội để bạn hàn gắn những mâu thuẫn nhỏ trước đó. Hãy cởi mở chia sẻ suy nghĩ và cảm xúc của mình, vì chính những cuộc đối thoại thẳng thắn sẽ giúp củng cố mối quan hệ của hai bạn. Nếu có những hiểu lầm, đừng ngần ngại thảo luận và tìm ra giải pháp, bởi chính sự thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau sẽ làm cho tình yêu của bạn thêm bền chặt. Đối với những người đang độc thân, tháng này cũng mang đến nhiều cơ hội gặp gỡ những người mới. Bạn có thể tham gia vào các hoạt động xã hội hoặc các sự kiện, nơi mà bạn có thể kết nối với những người có cùng sở thích và lý tưởng sống. Hãy mở lòng và không ngại thể hiện bản thân, vì biết đâu trong những cuộc gặp gỡ đó, bạn sẽ tìm thấy một mối quan hệ tiềm năng đáng giá. Tuy nhiên cũng cần lưu ý rằng, có thể sẽ xuất hiện một số xung đột nhỏ trong gia đình. Những căng thẳng nhỏ có thể nảy sinh từ sự khác biệt trong quan điểm hoặc cách sống. Hãy dành thời gian lắng nghe và thấu hiểu ý kiến của mọi người. Cố gắng giữ không khí hòa hợp trong gia đình, tình yêu và sự thấu hiểu sẽ là chìa khóa giúp bạn vượt qua mọi sóng gió trong cuộc sống. Hãy nhớ rằng, hạnh phúc gia đình không phải là tự động đến, mà cần có sự cố gắng và nỗ lực từ tất cả các thành viên. Tháng 9 âm lịch sẽ là thời gian tuyệt vời để bạn xây dựng và trị những giá trị đó, mang lại cho bạn những kỷ niệm đẹp và ấm áp bên những người yêu thương. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Tân Sửu sinh 1961, trong tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch là thời điểm mà bạn cần đặc biệt chú ý đến sức khỏe bản thân mình. Áp lực công việc và những trách nhiệm hàng ngày có thể khiến bạn cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng. Cảm giác này có thể kéo dài nếu bạn không dành thời gian để nghỉ ngơi và thư giãn. Vì vậy,
hãy tạo cho mình một khoảng không gian riêng, nơi bạn có thể thả lỏng tâm hồn và nạp lại năng lượng. Đôi khi chỉ cần một buổi tối yên tĩnh, đọc sách hoặc nghe nhạc cũng có thể giúp bạn xua tan những lo toan trong cuộc sống. Đừng quên rằng, chế độ ăn uống là một phần quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe. Hãy duy trì một chế độ ăn uống hợp lý, bao gồm nhiều rau xanh và trái cây tươi ngọt. Những thực phẩm này không chỉ cung cấp vitamin và khoáng chất thiết yếu, mà còn giúp tăng cường sức đề kháng, bảo vệ bạn khỏi những bệnh tật thông thường. Ngoài ra, việc uống đủ nước cũng rất quan trọng giúp cơ thể hoạt động hiệu quả hơn. Nếu bạn tham gia vào các hoạt động thể dục thể thao, hãy nhớ khởi động kỹ càng để tránh chấn thương. Thể dục không chỉ giúp cải thiện sức khỏe mà còn là cách tốt để giải tỏa stress. Hãy tìm cho mình một môn thể thao yêu thích như yoga, chạy bộ hay bơi lội để vừa rèn luyện cơ thể, vừa nâng cao tinh thần. Nếu bạn cảm thấy bất kỳ dấu hiệu nào lạ thường trong cơ thể, đừng ngần ngại đến gặp bác sĩ để kiểm tra sức khỏe kịp thời. Đôi khi chúng ta có xu hướng bỏ qua những triệu chứng nhỏ, nhưng chính những điều này có thể dẫn đến những vấn đề nghiêm trọng hơn. Chăm sóc sức khỏe không chỉ là một nhiệm vụ, mà còn là một phần quan trọng giúp bạn thực hiện được những mục tiêu trong cuộc sống. Hãy luôn lắng nghe cơ thể và chăm sóc bản thân một cách tốt nhất, đảm bảo rằng bạn có đủ năng lượng cho những thử thách và cơ hội đang đến gần. Vì sức khỏe là nền tảng vững chắc để bạn hiện thực hóa ước mơ và hoài bão của mình. Hãy trân trọng bản thân và hành trình chăm sóc sức khỏe này, bởi đó chính là chìa khóa mở ra cánh cửa hạnh phúc và thành công. Tháng 9 âm lịch hứa hẹn sẽ là một thời kỳ đầy hứa hẹn và triển vọng cho người tuổi Tân Sửu. Đây không chỉ là thời điểm mà bạn sẽ nhận ra những cơ hội phát triển vượt bậc, mà còn là lúc bạn phải đối mặt với một số thách thức cần vượt qua. Để có thể tận dụng tối đa những điều tốt đẹp mà tháng này mang lại, bạn cần duy trì một thái độ tích cực. Thái độ lạc quan sẽ giúp bạn nhìn nhận mọi vấn đề một cách sáng suốt, từ đó đưa ra những quyết định đúng đắn. Chăm sóc sức khỏe cũng là một yếu tố then chốt không thể thiếu. Sức khỏe tốt không chỉ giúp bạn thực hiện tốt các công việc hàng ngày, mà còn tạo nền tảng vững chắc cho những kế hoạch lớn trong tương lai. Hãy dành thời gian cho bản thân, thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh và vận động thường xuyên để giữ cho cơ thể luôn ở trạng thái tốt nhất. Ngoài ra, việc duy trì các mối quan hệ tốt đẹp với người xung quanh cũng đóng vai trò quan trọng. Bạn không thể biết trước được ai sẽ là người hỗ trợ bạn trong những thời điểm khó khăn, hay ai sẽ mang đến cho bạn những cơ hội mới. Hãy dành thời gian để kết nối và thấu hiểu những người xung quanh. Từ gia đình, bạn bè cho đến đồng nghiệp, những mối quan hệ này không chỉ làm phong phú thêm cuộc sống của bạn, mà còn tạo ra một mạng lưới hỗ trợ đáng tin cậy. Hãy luôn sẵn sàng đón nhận những cơ hội mới và nỗ lực hết mình để đi đến con đường thành công. Mỗi ngày đều mà mang đến những cơ hội khác nhau. Điều quan trọng là bạn có đủ dũng cảm và quyết tâm để bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Hãy tin tưởng vào bản thân và hành trình mà bạn đang đi, vì những nỗ lực của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Chúc bạn có một tháng 9 âm lịch thật thành công và viên mãn. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo ngay sau đây sẽ là những ngày may mắn nhất trong tháng 9 âm lịch 2024 cho tuổi Quý Sửu sinh 1973. Ngày mùng 01 tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, người tuổi Quý Sửu dũng cảm đối mặt với khó khăn, nhờ vậy mà bạn có thể nổi bật trong môi trường cạnh tranh cao và đạt được thành công lớn hơn. Ngày mùng 6 tháng 9 âm lịch. Ngày này, người tuổi Quý Sửu có thể dễ dàng xử lý các công việc phức tạp, thể hiện khả năng vượt trội với đồng nghiệp và người giám sát, nâng cao hơn nữa tầm ảnh hưởng của mình trong công việc. Ngày mùng 7 tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, người tuổi Quý Sửu luôn nỗ lực vươn lên để gây dựng cơ nghiệp, và đây là thời điểm bạn nhận được những tín hiệu tích cực, báo hiệu bạn đã thành công bước đầu. Ngày 15 tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, những nỗ lực và tài năng của người tuổi Quý Sửu sẽ được công nhận, mọi người sẽ đánh giá cao hơn và cấp trên sẽ dành thêm cho bạn nhận những cơ hội. Ngày 16 tháng 9 âm lịch. Ngày này, công việc của người tuổi Quý Sửu có tiến triển tốt, nhờ có quý nhân phù trợ, đối phương cũng có thể truyền dạy cho bạn nhiều kinh nghiệm quý báu. Bạn nên quan tâm nhiều hơn đến thị trường bất động sản, trong ngày nếu đưa ra được những quyết định quyết đoán, bạn sẽ có thu lợi lớn. Ngày 18 tháng 9 âm lịch. Ngày này, người tuổi Quý Sửu tìm được những đối tác cùng chí hướng hoặc những nhà tài trợ sẵn sàng hỗ trợ bạn khởi nghiệp. Ngoài ra, bạn cũng nhận được lời khuyên từ những đồng nghiệp có kinh nghiệm trong công việc. Ngày 19 tháng 9 âm lịch. Ngày này, nhờ có bản tính chính trực,
đúng đắn cộng với uy tín sẵn có, bạn nhanh chóng mở rộng được mạng lưới khách hàng, tìm kiếm thêm đối tác, được mọi người yên tâm tin tưởng và hợp tác dài lâu. Ngày 21 tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, người tuổi Quý Sửu gặp được đối tác làm ăn có uy tín, đôi bên có thỉnh bút ký kết làm ăn, hứa hẹn tương lai có thể thu được lợi nhuận lớn. Bản mệnh có cơ hội gia tăng thu nhập thông qua các con đường bổ sung, ví dụ công việc của bạn có thể đi kèm với các dự án tốt hoặc lợi nhuận đổ về bất ngờ. Ngày 25 tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, nếu có cơ hội hợp tác kinh doanh hoặc đầu tư, người tuổi Quý Sửu nên tìm hiểu và mạnh dạn tiến hành, lợi nhuận sẽ dần dần đổ về. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết từng tuần trong tháng 9 âm lịch 2024 dành cho tuổi Tân Sửu sinh 1961. Tử vi tuần đầu tiên trong tháng 9 âm lịch của tuổi Tân Sửu sinh 1961, tức từ ngày mùng 1 đến mùng 7 tháng 9 âm lịch. Bước vào tuần đầu tiên của tháng 9 âm lịch, không khí đầy hứng khởi đang bao trùm. Đây là thời điểm mà những nỗ lực trong quá khứ của bạn bắt đầu đơm hoa kết trái. Hãy cùng xem những điều gì đang chờ đón bạn trong tuần này. Sự nghiệp trong tuần này. Bạn sẽ nhận thấy sự thay đổi tích cực trong công việc. Các dự án mà bạn đã làm việc chăm chỉ sẽ bắt đầu có kết quả rõ rệt. Bạn có khả năng nhận được sự công nhận từ cấp trên và đồng nghiệp. Điều này sẽ khích lệ tinh thần làm việc của bạn. Đừng ngần ngại trình bày những ý tưởng sáng tạo của mình. Khả năng lãnh đạo và sự tự tin sẽ giúp bạn nổi bật hơn trong mắt mọi người. Hãy sử dụng những thành công này làm động lực để tiếp tục phấn đấu. Về tài lộc. Tình hình tài chính trong tuần này có dấu hiệu khả quan. Bạn có thể nhận được một số khoản thu từ các dự án hoặc công việc trước đó. Đây là thời điểm tốt để bạn xem xét lại kế hoạch tài chính của mình, tìm kiếm các cơ hội đầu tư tiềm năng. Hãy chủ động nắm bắt mọi cơ hội để tối ưu hóa thu nhập. Chuyện tình cảm trong tuần này. Các mối quan hệ cá nhân cũng sẽ có sự gắn kết hơn. Đây là lúc bạn nên dành thời gian cho gia đình và bạn bè, thực hiện các hoạt động giúp hâm nóng tình cảm. Nếu bạn đang độc thân, hãy mở lòng và tham gia vào các sự kiện xã hội. Cơ hội để gặp gỡ người mới có thể xuất hiện. Về sức khỏe trong tuần này. Tuy nhiên, bản mệnh cần chú ý đến sức khỏe. Áp lực công việc có thể khiến bạn cảm thấy mệt mỏi. Hãy dành thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân. Chế độ ăn uống hợp lý cùng với việc tập thể dục sẽ giúp bạn duy trì sức khỏe tốt. Tử vi tuần thứ 2 trong tháng 9 âm lịch của tuổi Tân Sửu sinh 1961, tức từ ngày mùng 8 đến ngày 14 tháng 9 âm lịch. Bước vào tuần thứ 2, năng lượng tích cực vẫn tiếp tục đồng hành với bạn. Những thành quả đạt được trong tuần trước sẽ tạo động lực mạnh mẽ để bạn tiếp tục phấn đấu. Sự nghiệp trong tuần này. Bạn có thể sẽ nhận được những cơ hội mới trong công việc. Các hợp đồng hoặc dự án tiềm năng có thể xuất hiện, mang lại cơ hội để bạn thể hiện tài năng của mình. Tuy nhiên, hãy cẩn trọng với các mối quan hệ làm việc. Có thể sẽ xảy ra một vài hiểu lầm nhỏ. Vì vậy, hãy giao tiếp một cách rõ ràng và khéo léo để tránh những rắc rối không cần thiết. Giữa tuần, bạn sẽ có cơ hội thể hiện tài năng lãnh đạo của mình. Đừng ngần ngại trình bày ý tưởng mới mẻ. Về tài lộc trong tuần này. Tình hình tài chính cũng sẽ có những dấu hiệu khả quan. Các khoản thu nhập từ đầu tư hoặc công việc trước đó sẽ bắt đầu xuất hiện. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng chi tiêu có thể tăng cao. Hãy chuẩn bị tài chính để đối phó với những chi phí bất ngờ có thể phát sinh. Trong tuần này, về chuyện tình cảm gia đình sẽ có những khoảnh khắc ngọt ngào. Hãy dành thời gian để chia sẻ và lắng nghe những suy nghĩ của nhau. Những cuộc trò chuyện chân thành sẽ giúp hàn gắn những mâu thuẫn trước đó. Đối với những người độc thân, hãy mở lòng để đón nhận cơ hội mới. Sức khỏe tuần này. Bản mệnh hãy chú ý đến sức khỏe của mình. Căng thẳng có thể làm bạn cảm thấy mệt mỏi. Hãy thực hiện các hoạt động thư giãn để nạp lại năng lượng. Chăm sóc bản thân là điều cần thiết để bạn có thể theo đuổi những mục tiêu lớn lao trong tương lai. Tử vi tuần thứ 3 trong tháng 9 âm lịch của tuổi Tân Sửu sinh 1961, tức từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 9 âm lịch. Trong tuần thứ 3, bạn sẽ cảm nhận được sự thăng tiến rõ rệt trong công việc. Những nỗ lực trước đó sẽ bắt đầu đổ về những thành quả mà bạn mong đợi. Sự nghiệp trong tuần này của bạn sẽ có những bước tiến mạnh mẽ. Các dự án mà bạn theo đuổi có khả năng đạt được những kết quả ngoài mong đợi. Bạn có thể nhận được sự công nhận từ cấp trên và đây chính là động lực để bạn tiếp tục cố gắng hơn nữa.
Hãy tự tin trình bày ý tưởng và đừng ngần ngại chia sẻ những sáng kiến mới mà bạn đang ấp ủ. Tài lộc trong tuần này. Tình hình tài chính có thể có những biến động nhỏ, một số khoản thu nhập sẽ đến nhưng cũng cần chú ý đến các khoản chi tiêu không đáng có. Hãy lập kế hoạch chi tiêu một cách hợp lý để duy trì sự ổn định tài chính. Chuyện tình cảm và mối quan hệ gia đình trong tuần này có thể gặp phải một vài xung đột nhỏ. Hãy cố gắng lắng nghe và thấu hiểu nhau để nhanh chóng giải quyết mọi vấn đề. Tình yêu và sự thấu hiểu sẽ là chìa khóa giúp bạn vượt qua mọi sóng gió trong cuộc sống. Sức khỏe trong tuần này. Hãy chú ý đến những dấu hiệu lạ của cơ thể. Nếu cảm thấy mệt mỏi hay không khỏe, đừng ngần ngại đến gặp bác sĩ để kiểm tra. Đảm bảo sức khỏe tốt sẽ giúp bạn duy trì phong độ trong công việc. Tử vi tuần cuối cùng trong tháng 9 âm lịch của tuổi Tân Sửu sinh 1961, tức từ ngày 22 đến hết tháng 9 âm lịch. Trong tuần cuối cùng của tháng 9 âm lịch, thời điểm này là lúc bạn nhìn lại những gì đã đạt được và chuẩn bị cho những cơ hội mới trong tương lai. Sự nghiệp trong tuần này. Bạn sẽ cảm thấy tự hào về những thành công mà mình đã đạt được. Sự nghiệp của bạn có thể có những bước tiến đáng kể. Có thể là một cơ hội thăng chức hoặc tăng lương. Hãy tiếp tục duy trì thái độ tích cực và không ngừng nỗ lực, bởi những gì bạn đã làm sẽ được đền đáp xứng đáng. Tài lộc trong tuần này. Tình hình tài chính cũng sẽ có dấu hiệu khả quan. Tuy nhiên, hãy chuẩn bị cho các chi phí bất ngờ có thể xuất hiện vào cuối tháng. Lập kế hoạch tài chính rõ ràng sẽ giúp bạn dễ dàng đối phó với những tình huống phát sinh. Trong tuần, chuyện tình cảm gia đình sẽ rất tốt đẹp. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn dành thời gian cho những người thân yêu, tổ chức các buổi gặp gỡ hay đi chơi cùng nhau. Điều này sẽ giúp tăng cường mối quan hệ và mang lại niềm vui cho cả gia đình. Sức khỏe của bản mệnh trong tuần này. Hãy chú ý đến chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý. Sức khỏe tốt sẽ là nền tảng vững chắc để bạn có thể đón nhận mọi cơ hội trong tương lai. Hãy luôn lắng nghe cơ thể và chăm sóc bản thân một cách tốt nhất. Quý khán giả thân mến, trong suốt cuộc đời, tất cả chúng ta đều đã phạm nhiều nghiệp chướng, chẳng hạn như nói xấu người khác, chửi bới người khác, thậm chí phá thai, tà dâm và các nghiệp xấu khác. Những nghiệp xấu này có thể dễ dàng dẫn đến những hậu quả không hề tốt chút nào, gây ra khó khăn trong cuộc sống. Mọi chuyện không như ý xảy ra trong cuộc sống của chúng ta phần lớn là do nghiệp quá nhiều đang cản trở bạn. Một số người sinh ra với nghiệp bẩm sinh và phải chịu mọi điều không như ý, yếu đuối và bệnh tật, có những mối quan hệ rắc rối và hôn nhân không hạnh phúc, nghèo khó và không thể kiếm được nhiều tiền. Trong suốt cuộc đời, mang nghiệp chướng nhiều đời không có gì đáng sợ. Đáng sợ là dù có gánh nặng vẫn tạo nghiệp. Nếu bạn có thể làm nhiều việc thiện hơn và phát triển bồ đề tâm trong đời này, thì những việc xấu có thể được chuyển hóa thành kết quả tốt ở đời này, để bạn và cả gia đình sẽ nhận được phước lành, của cải dồi dào, tràn đầy phúc lành và không có bệnh tật hay tai họa. Gần đây, mọi việc không suôn sẻ, Đức Phật chỉ cho bạn ba cách này chắc chắn sẽ cải giận. Một, đọc kinh niệm chú để dưỡng tâm. Muốn học Phật phải áp dụng lời Phật dạy vào đời sống và dùng sự gia trì của chư Phật chư Bồ Tát để giải quyết những chấp trước tình cảm. Đức Phật và Bồ Tát dạy kiên trì tụng kinh niệm Phật mỗi ngày hay thậm chí chép tụng chú La Nghiêm, chú Đại Bi là một cách giải quyết khó khăn, theo Đức Phật cực hay. Nói tóm lại, bằng cách trau dồi và cải thiện tâm trí trong sáng, chúng ta có thể phòng vệ tốt hơn trước ảnh hưởng của những người xung quanh lên cảm xúc của mình. Đức Phật dạy cảm xúc và chấp trước cũng là giả và không có thật, nếu lấy hàng giả làm hàng thật thì bạn sẽ bị lỗ nặng. Chúng ta thấy nhiều người tu hành Phật giáo rất vất vả, nhưng khi gặp tâm thái thì bản chất thực sự của họ lộ ra vẫn không thể buông bỏ được. Chấp trước chư Phật Bồ Tát cũng thở dài trước những biểu hiện của chấp trước và chấp trước đối với chúng sinh. Vì vậy, trong việc học Phật và tu tập Phật giáo, việc loại bỏ chấp trước tình cảm là điều ưu tiên hàng đầu. Có điều gì mà bạn không thể buông bỏ được về mặt cảm xúc? Cầu mong mọi người luôn an lạc với mọi hoàn cảnh trong cuộc sống, biết buông bỏ và không để tâm đến những điều không hay. A-di-đà Phật. Hai là thực hành bố thí. Việc thực hành bố thí là một trong những đức hạnh căn bản nhất để giải trừ khó khăn. Đức Phật đã từng giảng giải về đức hạnh bố thí. Đây là nền tảng đầu tiên mà những người làm công đức nên thực hành trước. Có ba loại bố thí là tài thí, pháp thí và vô úy thí. Trong ba loại bố thí này, Đức Phật đề cao pháp thí và bố thí. Pháp như trong kinh pháp của Phật dạy, pháp thí thắng mọi thứ. Sở dĩ Phật nói pháp thí thắng mọi thứ là vì chính pháp vi diệu có thể đem lại an lạc cho người nghe.
người hành ngay hiện tại và mai sau. Giáo pháp này có thể diệt si mê một hình tướng của vô minh, có thể giúp chúng sinh thoát phiền não, khổ đau. Sinh tử luân hồi cho đi không chỉ có thể giải thoát kẻ thù, chủ nợ, mà còn có thể cứu rỗi linh hồn của những vong linh ngoài kia để giúp bạn tạo phước. Từ đó cuộc sống sẽ suôn sẻ hơn, dù bạn làm việc từ thiện nào cũng sẽ có những ân phước đặc biệt. Khi tâm bạn vui vẻ và thoải mái, bạn sẽ mang lại lợi ích cho bản thân và người khác thông qua việc bố thí. Bạn không chỉ giúp đỡ người khác mà còn được hạnh phúc, xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp và hồi hướng công đức của mình để tiêu trừ nghiệp chướng và cũng có thể tích lũy vô lượng công đức cho chính bạn. Ba là biết chấp nhận nghịch cảnh. Câu nói vạn vật đều do định mệnh, không phải để chúng ta chấp nhận số phận mà là dạy chúng ta cách nắm bắt đúng vận mệnh của chính mình. Mỗi người đều có nhân quả riêng, chỉ cần chúng ta hành động theo nguyên lý nhân quả, chúng ta có thể kiểm soát được cuộc sống của chính mình trong cuộc đời này. Dù bạn gặp ai thì người ấy cũng chính là người nên xuất hiện trong cuộc đời bạn, và dù có chuyện gì xảy ra thì đó cũng là điều bạn nên trải qua. Vạn vật đều có dòng tuần hoàn, mọi thứ đều có quan hệ nhân quả, mọi thứ đều không thể giải thích được. Hãy làm những gì bạn nên làm và số phận sẽ không bao giờ phụ lòng những ai làm việc chăm chỉ, và nó sẽ sắp xếp mọi thứ cho bạn. Khi con người cảm thấy bất lực trước cuộc đời mình thì cho rằng trời đang nắm giữ, thực tế không phải vậy. Mọi kết quả đều do chính chúng ta tạo ra, vận mệnh của chúng ta luôn nằm trong tay chúng ta. Điều chúng ta vẫn cần biết là luật nhân quả, hiểu được cách gieo nhân để đạt được điều mình mong muốn, cái gọi là việc tốt, quả báo tốt. Đây là sự thật, số phận của một người không được quyết định bởi ý kiến của người khác, mà bởi suy nghĩ thân thể, lời nói và hành vi của chính người đó. Đừng để bị phiền muộn và lo lắng dây quanh bản thân, mà hãy cố gắng làm những việc tốt cho bản thân và quản lý cuộc sống của mình cho tốt, thành thật với người thân và bạn bè, làm tròn trách nhiệm của mình trong cuộc sống. Chúng ta cũng cần biết rút lui để tiến bộ, đây cũng là một trí tuệ lớn trong cuộc sống. Rút lui không có nghĩa là bao dung hay hèn nhát, mà là sự kiên cường và sức mạnh thực sự. Rút lui chỉ là vẻ bề ngoài và sẵn sàng ra đi mới là bản chất ở trần gian. Cũng giống như chốn tu thiền, chỉ có lùi một bước mới có thể tiến xa hơn, chỉ có khiêm nhường suy ngẫm mới có thể leo lên cao hơn. Trên đời, vạn vật hội tụ rồi chia ly đều do số phận, không cần phải vật lộn với buồn tủi, oán hận, hãy mỉm cười đối mặt và đừng phàn nàn. Quý vị thân mến, trên đây là tử vi của tuổi Tân Sửu sinh trong tháng 9 âm lịch 2024, hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý khán giả. Cảm ơn quý khán giả đã xem hết video, nếu thấy video hữu ích, quý khán giả đừng quên like, chia sẻ và ấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Chúc quý khán giả có một tháng mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý khán giả ở những chương trình tiếp theo.